không chỉ là niềm tự hào của người Công giáo Khmer, mà khi người Việt đặt chân đến Khmer, biết về ngôi thánh đường này cũng lấy làm đó là sự tự hào đối với đức tin của mình, đức tin của người Công giáo. Và đức tin đó không chỉ thể hiện ở tại Việt Nam, mà khi đi qua bất kể một quốc gia nào trên thế giới cũng cảm thấy đức tin đó là một niềm tự hào. Nhà thờ Saint Joseph là một thánh đường Công giáo, điện thờ quốc gia ở tại thành phố Montreal ở Canada. Đây là một ngôi nhà thờ lớn nhất xứ sở La Phong và lớn thứ 27 ở trên toàn thế giới. Ngôi nhà thờ thánh đường này được xây dựng từ năm 1914. Nhà thờ do những người đứng đầu dòng tu thánh giá chấp thuận việc xây dựng công trình. Nhìn lại lịch sử, lúc đó công trình này chỉ là một điện thờ nhỏ ở dốc núi Hoàng Gia, nằm ở gần trường đại học Notre Dame. Và năm 1917 thì quy mô được mở rộng với sức chứa khoảng là 1.000 chỗ ngồi. Vào năm 1924, công cuộc xây dựng nhà thờ Thánh Saint-Joseph khởi công xây dựng và hoàn thành vào năm 1967. Vị kiến trúc sư thiết kế ngôi thánh đường này đó là Linh Mục Paul Bellot, đảm nhiệm việc thiết kế xây dựng mái vòm trong thời gian từ 1937 đến 1939. Và đây là một mái vòm lớn thứ 3 trên thế giới so với những các mái vòm khác cùng kiểu. Trong giai đoạn kể từ năm 1949 cho đến năm 1951, kiến trúc sư Gilbert Moreau đã trùng tu và nâng cấp ở bên trong và tu viện ngay sát cạnh của ngôi thánh đường. Và ông cũng cho sắp xếp lại những phòng để đồ thờ ở phía bên trong. Lễ kỷ niệm 100 năm được tổ chức vào ngày 19 tháng 9 năm 2004, và mọi nhà thờ tại đảo Montreal đã đồng loạt đánh chuông vào lúc 9 giờ sáng. Đến 9 giờ 5 phút thì nhà thờ Joseph đánh tiếng chuông hồi đáp và đón mừng đại lễ. Cũng nhân dịp lễ này, nơi đây được phong danh hiệu di tích lịch sử cấp quốc gia của Canada. Nhà thờ Saint Joseph trở thành niềm tự hào của người dân Canada về quy mô, nét độc đáo và cả về những giá trị về tôn giáo và tín ngưỡng Công giáo ở đây. Là người Công giáo, chúng ta cũng có sự tự hào về những tác phẩm nghệ thuật, đó là kiến trúc nhà thờ Công giáo, một nghệ thuật đẹp lộng lẫy nguy nga và đều góp phần nên một vẻ đẹp cổ kính, đó chính là nhà kiến trúc Gothic, được bắt nguồn từ nửa sau thời Trung cổ ở Tây Âu, chủ yếu là ở Pháp vào khoảng thế kỷ thứ 12, nên được gọi là kiến trúc kiểu Pháp. Chúng ta tìm hiểu thêm một số ngôi nhà thờ với vẻ đẹp lộng lẫy như vậy. Đứng top đầu trong những ngôi nhà thờ này có thể nói đến đó là Santa Maria del Fiore, được khởi công xây vào năm 1296 theo phong cách Gothic và hoàn thành vào năm 1436. Nhà thờ Santa Maria del Fiore đó là biểu tượng của thành phố Florence xinh đẹp. Bên ngoài ngôi nhà thờ đó là các tấm đá cẩm thạch nhiều màu với màu xanh lá cây và màu hồng pha trắng. Đây là một trong những ngôi nhà thờ Công giáo lớn nhất của nước Ý với mái vòm bằng gạch lớn nhất thế giới đã từng được xây dựng ở trong lịch sử Công giáo của chúng ta. Tiếp theo đó là ngôi nhà thờ Chartres nằm ở Chartres, một thị trấn gần Paris, hơi nhỏ so với quy mô nhà thờ mang vẻ đẹp phong cách Gothic tuyệt đẹp, được bảo tồn gần như là hoàn hảo với phần lớn các cửa sổ kính màu gốc còn nguyên vẹn. Còn kiến trúc thì có những thay đổi nhỏ kể từ thế kỷ thứ 13 cho đến nay. Thực tế khi chứng kiến chỉ cần qua hình ảnh thôi, chúng ta có thể thấy vẻ đẹp kinh ngạc qua những kiến trúc mà biết bao nhiêu công sức của các nghệ nhân, của các kiến trúc sư, kỹ sư đã dày công xây dựng và cống hiến cho ngôi thánh đường đó. Ở vị trí thứ 3 có thể nói đến đó là ngôi nhà thờ Cologne. Đó là một ngôi nhà thờ Gothic lớn nhất của Đức. Nhà thờ Cologne, một trong những ngôi nhà thờ cao nhất thế giới với mặt tiền rộng, là điểm tham quan nổi tiếng nhất ở trong vùng qua nhiều thế kỷ. Và nơi đây từng là một ngôi đền La Mã vào thế kỷ thứ 4 và một nhà thờ Maternus. Nhà thờ bắt đầu xây dựng vào năm 1248 và bị gián đoạn nhiều lần, sau hơn 600 năm mới hoàn thành được. Cologne là nhà thờ dành riêng cho các thánh Peter và Mary và là chỗ của Đức Tổng Giám mục Công giáo ở Cologne. Chúng ta không thể quên được
Một cơn đại hỏa hoạn đã làm thiêu rụi đi ngôi thánh đường. Đại thánh đường có thể nói như vậy ở Paris và đang được trùng tu trở lại và phục hồi trở lại. Nhà thờ Đức Bà Paris đó là một ngôi nhà thờ công giáo xinh đẹp ở quận 4 của Paris. Được bắt đầu xây dựng vào năm 1163 và cơ bản hoàn thành vào khoảng năm 1345. Đây là một trong những ngôi nhà thờ Gothic nổi tiếng nhất của Pháp, một ví dụ tuyệt vời của kiến trúc Gothic Pháp trong điêu khắc và kính màu trung cổ. Trong cuộc cách mạng Pháp vào những năm 1790, nhiều tác phẩm điêu khắc và kiến trúc đã bị hư hỏng hoặc là bị phá hủy. Napoleon Bonaparte lên ngôi hoàng đế ở đây vào ngày 2 tháng 12 năm 1804. Xin nói sơ thêm một ngôi nhà thờ thứ năm, đó là nhà thờ York Minster, là một trong hai nhà thờ lớn nhất ở Bắc Âu, bên cạnh nhà thờ Cologne của Đức. York Minster cao nhất thành phố cổ York. York Minster đó là thành tựu của tất cả các giai đoạn phát triển chính của kiến trúc Gothic ở Anh, bắt đầu xây dựng vào năm 1230 và hoàn thành vào năm 1472. Với cửa sổ phía đông lớn nhất thế giới với kính màu thời trung cổ vẫn còn cho đến ngày hôm nay. Một ngôi nhà thờ cũng khá là quen thuộc với nhiều du khách. Nhà thờ Milan là một nhà thờ đặc biệt rộng lớn, kiến trúc phức hợp trên quảng trường Milan. Là một trong những nhà thờ nổi tiếng nhất ở châu Âu, một trong những nhà thờ nổi tiếng nhất ở trên thế giới, cũng có thể nói như vậy. Bắt đầu được xây dựng vào năm 1386, nhà thờ có kiến trúc Gothic muộn giống trong phong cách của Pháp hơn là của Ý, và phải mất đến năm thế kỷ ngôi nhà thờ này mới được hoàn thiện. Ngôi nhà thờ này nếu không có dịch coronavirus thì hàng ngày hàng ngàn du khách đổ về đây để mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi thánh đường này. Jesus.
si on nào ca lên hân hoan ra đón tiếp ngài vào muôn dân nào mừng vui đêm dài mau vội lùi bước hôm nay ánh sáng nhiệm màu hôm nay có chuông ngự trị Chúa ở trong ta niềm vui bao la.